Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 24 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Sùng A Lệnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Hà Đức Minh, Bí thư huyện ủy Simacai, bà Nguyễn Thị Lan Anh, trường cao đẳng Lào Cai đã tiếp xúc cử tri huyện Simacai. Tham gia còn có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, huyện Simacai cùng đại diện cử tri trên địa bàn. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Simacai đã có 8 ý kiến kiến nghị, trong đó đề nghị chính phủ nâng cấp đầu tư quốc lộ 4 từ Bắc Ngầm qua huyện Bắc Hà đi Simacai, Mường Khương vào huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Đề nghị Quốc hội cần có văn bản quy định rõ ràng về tên gọi ghi trong các thủ tục hành chính đối với dân tộc Mông và dân tộc Thu Lao. Quy định rõ ràng mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên khi các thành viên trong gia đình đã đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đặc biệt, cử tri ngành giáo dục Simacai đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét có chính sách điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã khu vực 1 ở huyện nghèo thuộc vùng cao, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chúng tôi có đề nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Simacai hôm nay cũng như là đối với chính phủ trong cái thời gian tới thì có những cái chính sách thay đổi về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các xã vùng ở các xã vùng 1 ở huyện 30A, vùng dân tộc thiểu số và vùng miền núi để đảm bảo cho các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như là an tâm công tác và thu hút được cái nguồn nhân lực của giáo viên ở các nơi khác đến tuyển dụng và giảng dạy tại các cái xã vùng 1 tại huyện 32 này. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương giải đáp và đề xuất hướng giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Xuân Phong tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội và các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết. Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều 24 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Hà. Tại hội nghị, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, cử tri huyện Bắc Hà đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị. Trong đó, cử tri nêu vấn đề, Trung ương và tỉnh đã ban hành một số văn bản hướng dẫn các dự án, tiểu dự án thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Tuy nhiên, các cử tri cho rằng chưa đầy đủ, đề nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan theo thẩm quyền để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện. Cử tri cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm triển khai phê duyệt đề án hỗ trợ một số huyện nghèo, thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 và xem xét kéo dài thời gian thêm 2 năm đối với các huyện đăng ký thoát nghèo giai đoạn này. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có lộ trình sớm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi luật đất đai. Các văn bản hướng dẫn có liên quan cần được ban hành sớm và thống nhất để giúp địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ đó mới đẩy nhanh được tiến độ giải ngân vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thu hút đầu tư. Cử tri huyện Bắc Hà cũng đề nghị được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông, để tạo thuận lợi cho huyện phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Về tình hình tăng giá xăng dầu dẫn đến tăng giá vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, đề nghị Chính phủ và Quốc hội sớm có cơ chế quản lý hợp lý để các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi sau đại dịch. Mong muốn của doanh nghiệp chúng tôi là được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn nữa đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ công tác trên miền núi, địa bàn rất là khó khăn, mà đặc biệt là có những chính sách phù hợp, kịp thời để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Vì khó khăn về xăng dầu là khó khăn chung của cả thế giới. Nhưng không phải như vậy, chúng ta cũng có thể áp dụng một số biện pháp ở trong khu vực để giảm, để kéo cái giá xăng dầu về cái mức có thể chấp nhận được. Toàn bộ 32 ý kiến của cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc đã được Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trả lời, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền.
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Xuân Phong tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu và khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển những tâm tư, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và bộ ngành trung ương.